chúng ta đang mục 3.5 pháp luật bảo của Bayes dành cho Bình ngẫu nhiên. Chúng ta có thể phát biểu những luật Bayes cho Bình ngẫu nhiên như sau. Điều này xảy ra khi chúng ta cố gắng là biểu diễn xử lý các cái xác suất có điều kiện ở trên một biến dựa trên biến đó trước. Trong trường hợp các biến ngẫu nhiên gửi gạc x và y thì ta có là p y cho trước x bằng là px y trên cho px bằng là px cho trước y nhân với pi chia tổng của các y phẩy thuộc v thuộc cái tập y với x cho trước y vậy x cho trước y trước y phẩy và pi phẩy. Cái này nó vẫn giống công thức Bayes thôi, coi như mà nó liên tục như này thay ở cuối là một cái hàm tích phân. Vấn đề cơ bản đây chúng ta tâm là cứ này nó tính cụ thể hàm chứ biết được tín hiệu rồi. Tắt được hết về biến độc lập của biến ngẫu nhiên. Hai cái biến ngẫu nhiên x và y độc lập, nếu mà fxy bằng fx nhân fy với tất cả các giá trị của x và y, thế này không bị mới cả. So với biến thời gian ấy thì ta có nhỉ, còn biến liên tục thì ta sẽ có là cái xác suất mà cho trước của y cho x thì bằng là phi thôi, vì rằng biết chắc không với mọi y. Với biến ngẫu nhiên liên tục thì rằng này x bằng nhau và thằng cho trước thì bằng y ra thằng x nó không có động gì hết. Cho khác hơn ấy, thì hai biến ngẫu nhiên x y là liên độc lập, nếu biết trước giá trị của một biến sẽ không có ảnh hưởng gì đến cái điều kiện các điều kiện của biến còn lại, và đó là thông tin ta cần quan tâm đến y. Ta có nghĩ này, nếu x và y là độc lập thì với bất kỳ tập con nào của a, b là tập con của r, như là có xác suất của x thuộc a, y thuộc b thì có xác suất của x thuộc a nhân xác suất x thuộc b. Cái này nó rõ ràng rồi. Tôi đến kỳ vọng và gì à? Cô phải rất là đồng sai phải. Không biết là gì về giữ anh nhiều quá. Không nghĩ đến việc gọi gì luôn. Covariant tức là hiệp phương sai, tức là các cái độ lệch trên cả hai hướng, chỉ biết thêm cùng hai hướng. Giả dụ chúng ta có hai biến ngẫu nhiên x y bên thời gian nhé, thì có một hàm y thì là bình phương và r là một hàm của hai biến ngẫu nhiên, thì cái kỳ vọng chúng ta của g định nghĩa khác nhỉ, kỳ vọng của thằng này bằng là tổng của x thuộc dạng một cái nghiền của x điều y gx dx y. Thì với biến ngẫu nhiên liên tục chúng ta sẽ thay cái thằng tổng bằng thằng tích phân. Chúng ta hiểu khái niệm kỳ vọng để ta nghiên cứu mối quan hệ giữa hai biến ngẫu nhiên. Cụ thể hơn ý, thì các hiệp phương sai của hai biến ngẫu nhiên x y định nghĩa như này, các bằng tích của bằng kỳ vọng tích của lệch này. Thì sử dụng cái phương hệ tương tự ấy, ra cho coi này, đang coi này. Xy từ dễ xy ở đây cái bước quan trọng đây là chỉ rằng là hai phương thức của hiệp phương sai thì nó giống nhau và sử dụng cái đấy là
EXI và EEI. X là các hằng số có thể được lấy ra từ các kỳ vọng. Khi mà cái hiệu phương sao không, thì ta nói rằng là X và Y là không có hệ gì cả. Thì nếu mà bằng không, tức là này bằng này, tức là hai là hoàn toàn là quan hệ, ý là đúng không nhá. Còn nếu mà nó khác không thì nó sẽ là có hệ hơn. Có như này tổng của chúng thì là tổng của, còn phương sai của chúng là phương sai phân tích theo kiểu là hằng hằng thức nếu hợp lại thì là này đúng không, vâng là này mình khoác